bạn đã đến với chương trình Chuyện thật như đùa. Trẻ con, hủ tiếu 30 ngàn, bánh canh 40 ngàn, bún mắm 50 ngàn. Ủa cái bóp đâu mất tiêu rồi? Vâng, bóp em đâu ạ? Tiêu rồi. Bóp em ai biết? Trời đất ơi, lãng không? Làm như tôi quản gia cô mà. Bộ sau này thất lạc chồng rồi cũng đè tôi ra hỏi hả? Đúng rồi, chồng đâu rồi. Trời ơi, liệu thàm thí mà, cho mượn 100 ngàn đi. Mua bún mắm ăn thèm quá, mất tiêu bóp rồi. Trời đất ơi, ăn bún mắm mặn 100 ngàn. Trời ơi, tiêu người ta. Dư giả, mới lãnh lương. Nè, hôm nay không có tiền lẻ, cho mượn luôn 200. Cho mượn luôn 200. Trời, cao lăng quá, dễ thương quá. Đúng là bạn bè, đã tạo huynh đệ nha. Trời ơi, thiệt luôn á. Mà gặp khó khăn tự nhiên có người giúp đỡ cho mình thiệt là vui, dễ sợ luôn á. Cảm ơn huynh đệ nhiều lắm luôn. Cái bí nè. Trời ơi, trả tiền khỏi cần. Nè, cầm. Bảy. Hả? Nè, cầm đi, tiền được cái bí. Bảy rồi. Bảy đây. Trời ơi, thời buổi này mượn 200 ai trả 200. Thôi cất vô đi, trước mới quay không kỳ lắm. Cất vô đi. Mượn 200 trả 5 triệu chứ. Trăng vang. Thôi vậy. Mình không có được tập trung á. Bạn nói lại nghe chơi. Mượn 200 trả 5 triệu. Mượn 200 cái 5 triệu, mượn 200 cái 5 triệu. Trời đất ơi, mượn điện thoại đi. Chị, mượn đi. Gọi công an chứ gì. Chị, làm cho vay nặng lãi, Ở đâu ra cái chuyện mà cho vay nặng lãi ở trên đầu trên cổ người ta? Ở đâu ra hả? Tôi gọi công an, báo ông liền. Ông đó hả? Bạn bè gì đó hả? Bạn bè xấu. Nè. Cái gì? Ở đây ra nè. Cho vay ăn trên đầu trên cổ ở đâu ra? Dạ kính thưa, ở đây ra. Chuyện là chị Ánh Thùy, ngụ tại phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Trong lúc kẹt tiền đã lỡ vay chơi 150 triệu để giải quyết khốn khó, sau một năm chị háo hức mang số tiền đi trả thì hỡi ôi, bị chủ nợ đòi nhẹ một số tiền hú hồn 1,2 tỷ. Đó là chưa tính đến tiền lãi. Chủ nợ liền mời xã hội đen tới biểu diễn, vẽ tranh sơn thủy lên tường với hai màu chủ đạo xanh đen, đẹp ghê gớm ghía. Ngoài ra, họ còn tử tế đi theo chăm sóc từng thành viên gia đình của chị 24/7, thỉnh thoảng khóa luôn cửa ngoài nhốt gia đình chị trong nhà. Ây chà, cho vay mà nhiệt tình tính lãi và nhiệt tình chăm sóc khách hàng kiểu này thì xin lỗi chị không có nổi. 1,200 trả 5 triệu cho vay nặng lãi. Trời ơi, đâu có dễ lấy được tiền của tôi. Dễ lấy tiền của tôi vậy? Mà làm gì? Tôi buộc cái bóp lại để ông khổ lấy tiền của tôi chứ gì. Trời đất ơi, có tiền dễ lấy tiền của tôi. Nè, nhìn kỹ cái mặt tôi coi. Trời ơi, đẹp trai sáng chói như dòng Thái Dương. Làm gì có ý đồ đen tối xấu xa vậy? Đâu, được rồi nè. Trời ơi, thiệt ta. Trời ơi, cái mặt sáng trắng lắm. Ở trên trán có chữ nè. Trời ơi, đồ xấu xa. Tôi buộc thêm 10 cầm thúc nữa cho ông khỏi mở tiền. Trời, dễ lấy tiền luôn. Buồn, dễ sao dễ luôn. Nè, tôi nói bằng thôi bà buộc kỳ quá, đưa tôi buộc cho bởi. Thì tôi nói trời ơi, tụi mình buộc giùm nữa hả? Đừng có hòng đụng tới cái bóp của tôi. Tôi không cho ông đụng tới. Trời, đó, tiền tôi. Nghe chưa? Dễ. Tôi không muốn thôi, chứ tôi muốn là cái bóp mà tôi lấy trong vòng 1 nốt nhạc. Chết. Đúng. Nè, tôi buộc nè, ông lấy đi. Thương dễ sợ. Dễ. Có mấy cọng thun mà, tưởng bở không? Người ta khóa xe đó 2-3 lớp mà còn bị mất xe trong vòng 1 phút nữa. Thương gì mấy cọng thun. Thương dễ sợ vậy đó hả? Câu chuyện ly kỳ xảy ra vào một buổi chiều lãng mạn trên đường bờ báo Tân Phú, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Hai thanh niên lạ mặt trong lúc lượn xe hóng mát đã phát hiện hai chiếc xe máy, một cổ mà bị khóa đến tận hai chồng. Đã khóa cổ lại còn khóa càng. Thiệt là tội nghiệp. Thấy vậy, hai đối tượng này nảy sinh ý đồ giải thoát cho em xe. Với kỹ năng hết sức là chuyên nghiệp, chuẩn trộm Hollywood, chỉ khoảng gần một phút sau, tên này đã phá được liền tù tì hai ổ khóa và lên xe rồ máy chỏng bánh tẩu thoát. Ái chà chà, tên trộm thiệt là quá vui. Khi đã trộm được xe, chiếc xe cũng quá là vui vì được giải thoát. Chỉ mỗi tội là chủ nhân khốn khổ là chưa hay biết trời đất gì mà thôi. Trời đất ơi, hai ổ khóa phá trong vòng một nốt nhạc. Bởi ta lâu cuộc đời giờ nhiều thứ để sốc lắm. Đúng vậy, có rất nhiều thứ để sốc. Ví dụ như là
nhan sắc của tôi nè. Trời ơi, đẹp quá hồn, quá hồn. Sắc nó đúng không? Sắc nó đúng không nè. Nè nè bà, từ đó giờ tôi chưa có nghe là mất xe gây sốc, mất người yêu gây sốc, hay là mất tiền gây sốc. Chứ tôi chưa có nghe cái vụ mà sắc đẹp gây sốc. Đi. Có cái độ xấu gây sốc. Trời đất ơi, im. Để tôi kể cho ông nghe một câu chuyện nó sốc ác hơn. Chuyện gì? Muốn nghe không? Nghe. Chuyện người chết bất ngờ sống lại. Chuyện là ở đất nước Peru xa xôi, có một sự việc hy hữu vừa xảy ra. Cứ ngỡ như đùa mà lại có thật. Một thanh niên 24 tuổi sau khi uống một viên thuốc giảm đau, sau khi nhổ răng thì được bác sĩ thông báo đã tử vong. Trong lúc anh được đưa vào quan tài thì một nhân viên của dịch vụ tang lễ lại tá hỏa phát hiện anh ta vẫn còn đang thở. Vừa sốc vừa mừng, gia đình anh thanh niên này liền nhanh chóng đưa anh tới bệnh viện để cấp cứu lần nữa. Thế nhưng mà thật không may, khi về đến nhà thì anh lại tắt thở. Hiện gia đình anh đang đòi công lý cho người quá cố. Thiệt là chết cũng không có được yên mà. Ôi ôi bà con ơi, ra đường mà coi phim kiếm hiệp đi nè. Thú hồn chưa, anh thanh niên ngáo đá này sau khi phê cần chắc nó nghĩ mình là tướng giặc ấy nhỉ. Thế là hùng hùng hổ hổ, một tay cầm lái, một tay cầm dao lao ra đường Đinh Bộ Lĩnh thành phố Hồ Chí Minh, chém đứt hàng chục gương chiếu hậu xe ô tô. Ôi trời đất ơi, kính xe tiền tỷ của người ta mà ổng làm như đang phá cỏ dại ngoài đồng không bằng. Thiệt là hết sức nói. Sau khi được mời lên phường xây nước, anh ta vô tư thúc thích kể lể. Ai biểu tôi nghèo mà người ta bày đặt giàu có đi xe hơi mần chi. Tôi ghét thì tôi chém vậy hà. Ngon ngon, cái này ngon. Bà, điện thoại bà đời mới ăn được sao bà khen ngon dữ vậy? À, trời ơi, lộn. Tôi có khen cái điện thoại đâu, tôi khen cái chung cư của ông bạn mới giới thiệu là đẹp không? Xuất sắc luôn. Trời ơi, chung cư này là cũng dạng cao cấp nè. Đó. Mà thời buổi bây giờ nước ngập nhiều, lên chung cư ở là chắc ăn luôn á. Theo lên tầng 20 ở luôn. Trời ơi, ta kể nha. Nó tiện nghi nè. Nó dịch vụ tốt nè. Nó tốt. À, mà khoan, phải suy nghĩ lại nha. Ủa, cái gì vậy? Không được, cái này phải suy nghĩ lại. Tự nhiên, cái này bà làm tôi sốc á. Tự nhiên đang cao trào cái xong bà tụt mốt cái rạc. Không, phải suy nghĩ lại, nó chứ cái chuyện gì cũng phải suy nghĩ. Sao? Mà cái chuyện gì nó quá đó, nó cũng không có tốt đâu. Cái này là nó bị cao quá rồi. Không tốt, phải suy nghĩ lại. Tiền mua chung cư cao quá mua không nổi chứ gì. Trời ơi, làm rình rần hả? Ôi xời ơi, tiền là cái nghĩa lý gì trời. Mặc dù không có tiền thiệt, nhưng mà cái vấn đề đây của tôi là cao quá không có tốt. Cao tốt. Cao vậy là không tốt nè. Kể cho nghe, cao nguy hiểm lắm, không được. Coi tử vong hoặc may mắn thoát chết thì cũng chấn thương nặng. Đó là cái kết thương tâm từ những vụ tai nạn khi trẻ em rơi từ chung cư cao tầng. Tháng 11 năm 2016, một bé trai rơi từ tầng 11 xuống ban công tầng 2 của tòa nhà chung cư Rainbow thuộc khu đô thị Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội, dẫn đến tử vong tại chỗ. Trước đó, tháng 8 năm 2015, cũng tại khu đô thị Linh Đàm, một cháu bé 7 tuổi rơi từ ban công tầng 10 của tòa nhà N4A xuống mái tôn quán cà phê. Rất may cháu bé này đã sống sót trong tình trạng bị đa chấn thương. Những tai nạn liên tiếp khiến nhiều phụ huynh bàng hoàng xót xa và không khỏi lo ngại trước nguy cơ mất an toàn vì những ban công, cửa sổ tử thần. Điểm chung lại những vụ việc trên, nguyên nhân chủ yếu đều xuất phát từ sự bất cẩn của phụ huynh. Bên cạnh đó, nguyên nhân khách quan lại nằm ở tiêu chuẩn thiết kế của những chung cư, nhà cao tầng hiện nay. Theo quy chuẩn xây dựng Việt Nam đang hiện hành, lan can ban công tối thiểu phải cao 1,2m và từ tầng 9 trở lên là 1,4m. Nhưng theo tìm hiểu của phóng viên thì nhiều tòa nhà cao tầng chung cư không đáp ứng được tiêu chuẩn quy định. Điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ không an toàn đối với gia đình có con nhỏ. Vì thế nhiều gia đình đã lắp thêm lưới an toàn, nhưng liệu chăng đây có phải là giải pháp? Thực ra cái rào chắn bằng dây nó chỉ mang tính thẩm mỹ. Bởi vì nó chỉ an toàn trong cái giai đoạn đầu thôi, khi mà cái kết cấu của sợi dây nó vẫn còn ổn định. Nhưng qua một khoảng thời gian sử dụng thì nó sẽ bị ảnh hưởng bởi thời tiết, thì cái tính chất an toàn nó không còn tồn tại nữa, và cái độ co giãn nó rất là nhiều. Khi mà một đứa trẻ chỉ cần dùng một tí lực là nó có thể mở được cái khoảng cách của cái sợi dây đó ra, và nó có thể thò đầu hoặc là thò nguyên cái thân người ra ngoài. Những nguy cơ tiềm ẩn từ lan can ban công đối với trẻ nhỏ là có thể nhìn thấy được. Hơn nữa, không chỉ với trẻ nhỏ mà cũng trở thành mối nguy cho cả người lớn. Vì vậy, trước những bất cập trên, để có thể bảo vệ an toàn cho trẻ, các bậc phụ huynh cần nâng cao cảnh giác và cẩn trọng khi nhà có con nhỏ ở căn hộ chung cư hoặc nhà cao tầng. Chú ý không để các vật dụng có thể leo trèo tại ban công, cửa sổ,
và đặc biệt là không để trẻ nhỏ ở nhà một mình để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra. Quý khán giả thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Chuyện Thật Như Đùa hôm nay cũng đã hết rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào khung giờ quen thuộc 12:30 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên kênh Miền Tây, và chúng tôi phát lại vào lúc 18:50. Ngoài ra chương trình còn phát trên kênh An Ninh Thế Giới vào lúc 17:45 quý vị nhé.